Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Trịnh Xuân Thanh dùng công quỹ mua nhà Tam Đảo, còn Đinh Lăng Thăng dùng tiền làm gì. Có thể nói trong các vụ án trong chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng thì vụ án liên quan đến thầy trò Đinh Lăng Thăng và Trịnh Xuân Thanh là vụ án lớn nhất và cũng là vụ án mà ông Nguyễn Phú Trọng mạnh tay nhất. Không biết ông Đinh Lăng Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh đã có ân oán gì đối với ông Nguyễn Phú Trọng trong thời gian trước hay không? Bóng ta đã truy hai người này tới cùng không một chút khoan hồng. Vẫn biết rằng tội đồ đối với nhân vật trong chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam như Đinh Lăng Thăng hoặc Trịnh Xuân Thanh có thể không hề oan chút nào. Tuy nhiên, so với những bản án nhẹ như lông hồng của ông Nguyễn Đức Chung và Nguyễn Văn Hiến thì ông Đinh Lăng Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh đang bị ông Nguyễn Phú Trọng trừng trị rất nặng. Đây là hình ảnh bài báo cho biết ông Trịnh Xuân Thanh dùng công quỹ để tậu biệt thự tại Tam Đảo. Theo báo chí nhà nước cho biết, ông Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng chức vụ của mình để sử dụng dòng tiền của PVC mua biệt thự tại Tam Đảo cho mình, khiến doanh nghiệp này đã chịu thiệt hại hơn 13,2 tỷ đồng. Và ngày 22 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học PVB, Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC. Trước đó vào năm 2017 đã rộ lên thông tin ông Tô Lâm đã tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức và việc này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng. Và được biết trong vụ án này có 12 bị cáo, trong đó ông Đinh Lăng Thăng, cựu chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Vũ Thanh Hà, cựu tổng giám đốc PVB, Trần Thị Bình, nguyên phó tổng giám đốc PVN, Phạm Xuân Diệu, nguyên tổng giám đốc PVC và rất nhiều nhân vật khác đã bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Đỗ Văn Hồng, cựu chủ tịch kiểm toán kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Dầu khí PVC Kinh Bắc đã bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch kiêm tổng giám đốc PVC bị truy tố về cả hai tội danh trên. Và thông tin cũng đưa ra những khoản tham nhũng và mua đất xây biệt thự trên Tam Đảo. Theo cáo trạng của cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an, thì riêng trong vụ án vi phạm quy định khi giao cho liên doanh PVC xây dựng dự án nhà máy Enthano Phú Thọ, Trịnh Xuân Thanh đã gây thiệt hại hơn 543 tỷ đồng. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh còn lợi dụng chức vụ của mình để thâu tóm khu đất rộng 3.400 m2 tại Tam Đảo, Vĩnh Phúc, gây thiệt hại hơn 13 tỷ đồng cho PVC. Được biết vào năm 2009, PVC góp cổ tức 2,5 tỷ đồng, tương đương với 5% vốn điều lệ, để thành lập PVC Kinh Bắc và ký hợp đồng số 173 cho PVC Kinh Bắc thi công một số hạng mục tại nhà máy polyester Đình Vũ với giá trị hơn 131 tỷ đồng. Quá trình này, Trịnh Xuân Thanh cùng với Đỗ Văn Hồng, chủ tịch PVC Kinh Bắc tìm mua đất xây dựng khu nghỉ dưỡng. Ông Hồng đã giới thiệu khu đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo được giao bán với giá 23,8 tỷ đồng. Trịnh Xuân Thanh đã dùng chức vụ của mình PVC Kinh Bắc vay tạm ứng 25 tỷ đồng nhằm có tiền mua đất. Đến năm 2010, Trịnh Xuân Thanh và Đỗ Văn Hồng bàn bạc tăng vốn điều lệ của PVC Kinh Bắc từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Do các cổ đông khác đóng góp được 129 tỷ đồng, bị cáo Hồng đã gửi văn bản đề nghị PVC góp nốt 21 tỷ đồng cho đủ số 150 tỷ đồng. Trịnh Xuân Thanh sau đó đã lợi dụng việc này để hợp thức hóa 25 tỷ đồng dùng để mua đất ở Tam Đảo. Cụ thể là ông Thanh yêu cầu cấp dưới tại PVC làm thủ tục chuyển số tiền 25 tỷ đồng tạm ứng theo hợp đồng 173 thành tiền góp vốn, nâng tỷ lệ góp tại PVC Kinh Bắc lên 15,67%. Tiếp theo, Trịnh Xuân Thanh đã lập công ty Mai Phương nhờ bố đẻ đứng tên và dùng doanh nghiệp này mua đất tại khu vực là 3.400 m2 đất nói trên tại PVC Kinh Bắc với giá đúng 23,8 tỷ đồng nhưng nợ lại 3 tỷ đồng, đến nay chưa thanh toán. Đây là hình ảnh khu biệt thự trên Tam Đảo của ông Trịnh Xuân Thanh. Vào năm 2016, công ty Mai Phương cùng khu đất được vợ Trịnh Xuân Thanh bán cho người khác với giá 45 tỷ đồng. Hiện tại, cơ quan điều tra đã tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng 3.400 m2 đất nói trên. Cơ quan truy tố nói rằng Trịnh Xuân Thanh đã lợi dụng tiền góp vốn của PVC vào PVC Kinh Bắc để mua khu đất tại Tam Đảo. Đến năm 2020, các cơ quan giám định kết luận phần vốn trị giá 21 tỷ đồng tại PVC Kinh Bắc chỉ còn trị giá hơn 7,7 tỷ đồng, tức là PVC bị lỗ hơn 13,2 tỷ đồng.
và những việc mua bán lòng vòng như vậy thì các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên áp dụng. Trịnh Xuân Thanh đã dám vuốt râu hùng Nguyễn Phú Trọng như vậy đã không được ông ta tha thứ. Ông Nguyễn Phú Trọng là người thủ dai và rất đề mục. Vậy nên Trịnh Xuân Thanh khi trốn chạy sang Cộng hòa Liên bang Đức đã dám khiêu khích ông Trọng là một sai lầm khá tai hại của ông ta. Trừ khi ông Nguyễn Phú Trọng không biết ông Thanh ở đâu, chứ một khi đã biết thì dù có pháp luật quốc tế, dù có luật pháp nước Đức ngăn cản, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng tìm mọi cách đưa đệ tử sang để bắt bằng được, và thực tế đã chứng minh điều đó với vụ bắt cóc đầy tai tiếng do Tô Lâm tổ chức, tướng Đường Vinh Hưng thực hiện và rất nhiều tay chân mật vụ Việt Nam. Theo một số tờ báo ở Sài Gòn cho biết, vào ngày 4 tháng 9 năm 2016, ông Trịnh Thanh bất ngờ gọi điện thoại cho một phóng viên của tòa báo này ở Cần Thơ sau khi trình bày nhiều nội dung nhằm giải trình kêu oan sai trong những vấn đề liên quan đến bản thân mình cũng như báo chí thông tin. Thì ông Thanh cho biết đã làm đơn xin ra khỏi đảng và gửi đến các cơ quan chức năng ở Trung ương cũng như tỉnh Hậu Giang. Vụ việc ông Trịnh Thanh là một quan tâm rất lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và dư luận. Bởi qua tờ báo này, ông Trịnh Xuân Thanh đã kể rõ các chi tiết về những quan hệ của cha của ông Trịnh Xuân Giới với đảng, với tư cách cá nhân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chưa hết, ông Trịnh Xuân Thanh còn viết lá đơn xin ra khỏi đảng và trong đó chỉ trích cá nhân ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh đang ngồi tại công viên Bến Đức. Ông Nguyễn Phú Trọng là người kín tiếng, ông không thích những mối quan hệ cá nhân của ông được đưa lên mặt báo. Có thể nói qua hành động này chẳng khác nào việc Trịnh Xuân Thanh đã dám vuốt râu hổ chọc giận ông Nguyễn Phú Trọng. Sở dĩ không nói là ông Trịnh Xuân Thanh vẫn ngoài vòng cương tỏa của chính quyền, cũng vì Trịnh Xuân Thanh biết quá nhiều. Ngay khi ông Trọng chỉ đạo báo chí phanh phui chiếc xe Land Cruiser biển xanh mà ông Trịnh Xuân Thanh đang dùng, thì ông ta đã biết đánh hơi chuyện chẳng lành và trốn đi từ rất sớm bằng hộ chiếu ngoại giao. Và câu hỏi được đặt ra tiếp là những quan chức như ông Đinh La Thăng thì tài sản đang ở đâu? Ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh đã nhiều lần ra tòa liên quan đến những sai phạm khác nhau trong mối quan hệ phải còn làm lãnh đạo của PVN. Từ thời gian điều hành ở PVN cho đến khi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, thì ông Đinh La Thăng được cho là gắn bó mật thiết với ông Nguyễn Tân Dũng khi đó đang làm Thủ tướng. Và cánh tay phải của ông Nguyễn Tân Dũng chính là Đinh La Thăng và Trần Bắc Hà. Trong khi đó, ông Trần Bắc Hà đã chết trong tù, mà ông Đinh La Thăng vẫn còn sống thì là một sự may mắn rất lớn. Dù Đinh La Thăng có may mắn hơn Trần Bắc Hà tí nữa, thì ông cũng phải gánh chịu rất nhiều đòn trừng phạt từ ông Nguyễn Phú Trọng giáng xuống, chứ không hề đơn giản. Lần ra tòa cùng với Trịnh Xuân Thanh, lần này là lần thứ tư ông Trịnh Xuân Thanh và ông Đinh La Thăng phải làm. Vào năm 2018, ông Đinh La Thăng đã bị tuyên án phạt 13 năm tù vì sai phạm liên quan đến dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng đã không dùng tiền để mua nhà to như ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Đinh La Thăng còn chỉ đạo cấp dưới góp vốn trái pháp luật của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương, viết tắt là Ocean Bank, gây thất thoát cho nhà nước tới 800 tỷ đồng. Vào tháng 3 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Đinh La Thăng 18 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt của cả hai vụ án, ông Đinh La Thăng phải chấp hành mức án là 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa cũng buộc ông Đinh La Thăng cùng 6 đồng phạm liên đới phải bồi thường 800 tỷ đồng cho PVN. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng chịu trách nhiệm bồi thường tới 600 tỷ đồng vì là người phải chịu trách nhiệm chính. Tuy nhiên, cho đến nay, người ta thu hồi tài sản của ông Đinh La Thăng không được bao nhiêu. Và so với ông Trịnh Xuân Thanh, ông Đinh La Thăng có lẽ đã cẩn trọng hơn, đã nên không dùng tiền để mua sắm bất động sản nhiều như vậy. Và có phải là ông Đinh La Thăng đã tiên lượng được việc bị truy tố hay không? Ông Đinh La Thăng đã liên quan đến số tiền thất thoát rất lớn, đến 800 tỷ đồng, và 800 tỷ thiệt hại ấy có lẽ phải có phần không nhỏ đã rơi vào túi các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan thi hành án cũng chẳng tịch thu được gì từ ông Thăng. Giờ đây, ông Đinh La Thăng lại ra một tòa lần nữa. Nếu buộc thêm tội của bồi thường thêm thiệt hại cho ông gây ra, thì nhà nước cũng chẳng thể thu thêm. Và thông tin cho thấy, ông Nguyễn Tân Dũng vẫn là đối thủ truyền kiếp của ông Nguyễn Phú Trọng. Cho tới giờ, không còn hoài nghi gì nữa, ông Nguyễn Phú Trọng hẳn rất muốn đưa Nguyễn Tân Dũng ra tòa. Một phiên tòa còn lịch sử hơn nhiều so với vụ xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Nhưng rồi, cố gắng mãi cũng không được, nên ông mang ông Thăng và ông Thanh ra quần khắp từ Bắc đến Nam cho bỏ tức. Đây là hình ảnh lúc đang ở đỉnh cao quyền lực, liệu ông Đinh La Thăng có tiên lượng được ngày ông sẽ ngồi tù như vậy hay không? Từ khi mới bắt, nhiều người nghĩ rằng
ông Lý Gia Thăng sẽ khai sạch về ông Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên cho đến nay cho thấy cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa động chạm gì được đến ông Nguyễn Tân Dũng. Có thể xem như vụ án này chỉ kết thúc ở việc kết án hai người này mà thôi. Và như vậy cuối cùng công cuộc đốt lò của Nguyễn Phú Trọng vẫn chỉ là nửa vời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 22 tháng 1 năm 2021 với bản tin Trịnh Xuân Thanh dùng công quỹ mua nhà Tam Đảo, Đinh La Thăng dùng tiền làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.